Hello anh chị em nhá. Giờ là 21 giờ tối ngày 26 tháng 8 năm 2023. Em Trinh Trang RD đang tiến hành đóng gói cái cặp loa máy vip Nhật huyền thoại của hãng Ramsa, với toàn bộ cái thiết kế là vỏ thùng nhựa trắng đẹp như là trứng bóc, quá đẹp luôn, đóng xốp về anh chị em thủ đô Hà Nội phố. Thì thông qua cái video này, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới anh Minh Đức đã chuyển khoản đặt cọc em Trinh Trang OD 500k. Phần còn lại thì đã thống nhất là cho bên anh chị em chuyển phát giao hàng trước ngày thứ 5. Nếu sau ngày thứ 5 là hoàn lại tiền. Thì thông qua video này là xin cảm ơn anh rất nhiều. Và một lần nữa là em Trinh Trang OD xin gửi lời chân thành tới toàn thể các bác của anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Trong suốt thời gian qua cũng đã ủng hộ tất cả các sản phẩm âm thanh hàng bãi từ bên dân cao cấp của em Trinh Trang rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều, và rất mong trong thời gian tới sẽ được anh chị em ủng hộ nhiều hơn nữa. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác của anh chị em, và xin chúc toàn thể các bác của anh chị em có những cái ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và những anh chị em đang hò hẹn càng hạnh phúc hơn nhiều nữa. Xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại các bác anh chị em nhé.